hoa hồng màu đỏ. Chú Hề giúp làm hoa màu đỏ ha. Trong thời gian xem chú Hề làm thì cũng giới thiệu quý vị và các bạn, đây là địa điểm, một trong những địa điểm con đường đẹp nhất Bình Dương. Đây có đồ ăn vặt, có trà sữa và có rất nhiều quán lẩu hải sản. Điển hình ở đây mình thấy có lẩu Si Cu nè, lẩu Bà Huyện nè, lẩu 8191 cũng chuyển qua đây rồi nè quý vị. 8191 con đường ven bờ sông từ cầu Phú Cường đi thẳng về hướng cảng Bà Lụa hả? Rồi. Rồi chúng ta ngồi vừa ngắm cảnh phố phường, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa uống trà sữa và xem chú Hề biểu diễn. Đây chú Hề biểu diễn đi. À, là ở đâu gặp ở đâu hả? À vậy hả, TikTok về cái gì? À chú Hề Happy 479 hả? À chú Hề Happy 479. Chúng nó cho chú Hề hung cái ra, chú Hề mũi cà chua hung cái. Lâu lắm mà con không có đăng video rồi. Bé. Đâu? Đây cây hoa hồng. À, đã hình thành một cây hoa hồng rồi. Một cây hoa màu đỏ. Rồi, đây ba tặng cho con bé. Đây. Tặng cho hoa màu đỏ rồi, cưng đi. Hai cái. Hai cây là 80 lấy chị bị 10 lên. Rồi, cảm ơn chú Hề. Rồi, kết thúc video đây. Hay lắm.